Thưa quý vị, kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 50 hội viên tình nguyện viên đến từ cộng đồng xanh Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và học sinh trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu cùng thực hiện các hoạt động lan tỏa thông điệp xanh đến người dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Với mục đích vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, hội viên tình nguyện viên đến từ cộng đồng xanh Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và học sinh trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ đã tham gia nhặt rác, dọn dẹp, phát quang bụi rậm trên trục tỉnh lộ 44A, khu vực gần trường Trung học cơ sở Phước Hải, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, với tổng chiều dài hơn 1,5 km. Cũng nhân dịp này, các tình nguyện viên còn tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường bằng tranh vẽ, pano đến người dân địa phương.